Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bạn Lê Vy YouTube. Và trong video ngày hôm nay mình xin được review một cầu thủ của tháng mới, đó là Piatek. Thì sáng nay khi mà vừa ra thì mình đã bỏ ra số tiền gần 12 triệu bảng để mua Piatek về review cho anh em xem. Vâng, và như anh em có thể thấy là Piatek của chúng ta là over 95 rồi. Đây là cầu thủ của tháng cao over cao nhất từ trước đến nay. Thì như chúng ta có thể thấy là cái phiên bản này nó đã được boost rất nhiều sau cái phiên bản Silver. Đó là cái chân không thuận á, thì đã được nâng lên thành 4 vạch. Cái chỉ số nó cũng tăng rất là nhiều, như chỉ số dứt điểm, chỉ số lực sút, chỉ số không chơi bóng. Tuy nhiên có một điểm trừ, đó là chỉ số sút bóng xoáy chỉ có 58 thôi. Điều này thì ảnh hưởng rất lớn tới khả năng của Piatek trong game, khi mà những cú sút của anh trong chế độ VCA nó không có được chuẩn xác lắm. Ngoài ra thì cái độ giữ thăng bằng và độ khéo léo thì đều ở mốc 8x thì có thể mốc chấp nhận được. Ngoài ra thì anh này có cái khả năng đánh đầu, chỉ số đánh đầu tới 105 luôn, và chỉ số sức mạnh tới 95, chỉ số nhảy 92. Là một cầu thủ có khả năng đánh đầu rất khá trong game FIFA Mobile này. Có thể nói đây là một tiền đạo rất tốt cho chế độ head to head. Mặc dù chiều cao chỉ có 1m83 thôi, tuy nhiên với cân nặng 77 cân thì cái thân người của anh ấy thì vẫn có thể không bị hạn chế trong những pha tranh chấp, và có thể thực hiện được những cú đánh đầu một cách tốt. Skill của anh đã được đổi thành skill roulette, thì skill này thì sẽ giúp cho đá hiệu quả hơn trong game này. Ở đây thì mình đã thử là cứa bóng với Piatek. Như bạn có thể thấy là những pha cứa bóng của Piatek không có hiểm và dễ dàng bị thủ môn đẩy ra. Đây cũng là một tình huống khác, đây mình sẽ lại cứa thêm lần nữa. Đây bạn có thể thấy thủ môn đẩy ra một cách dễ dàng. Ở đây thì mình đã hạ đồ họa đến một tí. Ở đây thì nếu mà bạn sở hữu Piatek thì mình lời khuyên là bạn nên để xét vòng cấm rồi chúng ta sút. Đây, những cú sút trong vòng cấm của Piatek thì rất là hiểm hóc. Đây một pha bóng khác thì rút kinh nghiệm, thì lần này chúng ta sẽ đi thẳng vào trong vòng cấm luôn, thì chúng ta sẽ cứ chạy hơn. Piatek sẽ người thực hiện những quả penalty cho team của bạn. Ở đây là một tình huống head to head, như bạn có thể thấy là team mình đang gặp team hòa và Piatek đã lao vào đánh đầu nhưng không thành công. Ở đây sẽ là một tình huống đá phạt góc khác, và mình sẽ chọn Piatek là người đã đánh đầu và ghi bàn. Một tiền đạo đánh đầu hoàn hảo trong chế độ head to head. Đây các bạn có thể xem lại pha bóng rồi. Piatek đã tì đè và đánh đầu ghi bàn một cách hiểm hóc. Ở đây một pha bóng khác thì chúng ta có thể thấy là Piatek đang không chơi bóng, mặc dù bị hậu vệ đẩy sau. Tuy nhiên thì Piatek cũng không có thất thế lắm và có thể lấy được kiểm soát bóng trong tình huống này. Ở với pha cuối trận đấu này thì đội bạn cũng đã có một pha volley ghi bàn rất là đẹp. Đây mình quay lại đội bạn sẽ thấy được. Một pha tung người mắc bóng của Matthew rất là tuyệt vời. Ở đây là một trận khác, đội Forever Young đang bị dẫn một trái và Douglas Costa tạt bóng vào, vẫn là Piatek tìm người và đánh đầu ghi bàn rất tuyệt vời. Và trong giai đoạn head to head thì những cú sút thì cầu thủ không cần có chỉ số cao lắm, nên là Piatek là một lựa chọn không tồi. Ở đây thì mình sẽ có một trận đấu khác. Đội Hono đã gỡ bàn ghi hòa ở phút thứ 45. Một cú sút từ xa rất là đẹp của Aguero. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Piatek thể hiện thế nào trong trận đấu hôm nay nhé. Đây, hiệp 1 của trận đấu kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ sang hiệp 2 của trận đấu. Đội Hono ở bên phải các bạn mặc áo màu đen, còn đội Forever Young ở bên trái các bạn mặc áo màu xám. Piatek, như bạn thấy đây, Piatek rất nhanh và giành lại bóng cho team. Dybala chuyền bóng lại. Đây là Piatek. Đây Piatek khả năng chuyền ngắn cũng rất là ổn. Perisic sẽ chuyền vào Piatek dứt điểm. Tuyệt vời, khả năng sút xa rất mạnh Piatek. Đây, và trận đấu này thì đã kết thúc với tỷ số 2-1. Và đội bạn chỉ cần một ít nữa lên FIFA Champion thôi, rất là đáng tiếc.
Vâng, và hy vọng qua video này anh em sẽ biết được phần nào về cầu thủ tiền đạo mới Piatek của chúng ta. Và anh em muốn review ai thì cứ comment để mình review tiếp nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.